Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác. Thì hôm nay lại theo thợ đi bẫy chim trèo bẻo. Các bác này, mỗi nơi các bác gọi một tên. Như em ở Bắc Giang thì gọi là chim này là chim trà phèng. Còn các bác nào ở xa thì có ở khu trong hay là khu miền Bắc khác thì các bác gọi tên thì nó nhiều tên, trèo bẻo này, trèo phèng này. Đây, hôm nay đồng rất là nhiều. Mùa tháng 8 thì chim này nó về di cư về đây rất là nhiều. Thì em lại theo bẫy ông thợ đi bẫy chim. Thì đánh bằng thòng thòng bẫy các bác nhá. Đánh bằng thòng. Mồi thì con chuồn chuồn. Đây, mắc rồi, con này mắc rồi. Đấy. Đây là chuồn chuồn. Cứ chim con chim trà béo này xuống ăn mồi là mắc thôi. Bị tận móc vào cổ. Đây chỗ này cũng hơn chục con. Đấy là mồi chuồn chuồn. Cứ ăn vào là bị mắc cổ. Ăn mồi. Đánh cái bẫy này thì rất là hiệu quả. Mỗi một ngày là đánh, nếu mà đánh buổi sáng này chủ yếu là mắc vào buổi sáng được khoảng độ 30-40 con. Kêu ghê cắn tao cơ, cắn mày không phát nổi đâu. Cái nữa đây, bên chuẩn này này đây, ở đây lại mắc. Mắc hai lần, à, mắc hai chỗ luôn. Hai ba chỗ ấy. Ây à, thôi rồi, anh vịt đến đây rồi. Dạ. Có vịt thì nó mới lại đến. Anh gì à? Cắn kìa. Cắn gì nó đục. Cắn chảy máu rồi. Nó ấy quá, nó dã man ghê. Cắn chảy máu cả người đấy. Cái gì anh này? Ơ, để xe anh Tuấn ạ. Mắc nhiều ghê. Chim này thịt ăn ngon không? Ngon. Ừ. Được. Chưa ăn đi nhỉ? Chưa. Đấy, cây quá thật quá. Bảo nó cắn nhau sao? Cắn nhau. Đấy, lại mắc quá rồi. Cắn nhau, cãi nhau sao? Ừ. Lên trên bờ. Hả? Ở trên bờ. Cái này leo lên bờ. Ừ. Tình mắc cổ đâu. Chẳng có nào trượt. Ừ. Hãng hữu lắm. Từ nãy, từ đợt, từ thời biết đánh chim giờ. Có một con mắc chân. Con mắc độc chân. Ừ. Đấy, đấy, ui, bày quá rồi. Lại mắc bên kia. Đấy, con đầu bò bên kia đó. Hả? Con kia nữa, con kia nữa. Nhiều ghê. 13, 14 con rồi. Đây là 13. Mất mồi. Con này bị mất mồi à? Ừ. Mất mồi. Mất mồi con đấy thì nó mới sang con kia. Đây, mồi đây, mồi chuồn chuồn này. Cứ ăn mồi chuồn chuồn là dính cước thôi. Đánh kiểu thòng thụt nhỉ. Đây, lại dính con này. Ôi. Không biết là bao nhiêu con. Ấy, mắc quá rồi.
Ồ, còn béo thế. Lưng mù, lưng tròn vó à? Con này. Béo múp. Béo múp. Lại cái đàn vịt này nó cứ ngủ đây nó ăn hết một. Đây. Đây, lại mắc rồi. Cái gậy to này mà nó đánh lung riêng. Gậy to mà vẫn bị ấy. Nó khỏe nên nó kéo mạnh. Đây, vịt đây nhiều quá nhỉ, vịt đây, đàn vịt anh nào vậy? Thôi, chào tạm biệt các bác, tạm dừng video đây.